gì đây? Hả? Cây chuối. Này sao mà ăn được? Wow. Có cái này. Wow. Nhưng mà chấm mấy cái gì đây? Muối ớt. Wow. Có nước. Ăn gì đây? Hả? Này là chuối, ôi trời ơi, ngán quá rồi. Cái khác đây. Sao không có gì ăn hết vậy? Sao vẫn không có cái gì ăn hết vậy? Chắc tôi ăn ngon luôn quá. Cây mà quả chuối rồi, nhưng mà tôi không thích ăn quả chuối. Cái khác đi. Lại thêm một lớp chuối nữa. Ông đùa với tôi hả? Bắp chuối, nhưng mà chấm cái gì đây? Muối ớt. Wow. Chuối thần ơi, to lên đi. Gì to như vậy? Sao không quả gì hết vậy? Biến cho quả ăn đi. Quả cam, thôi không ăn đâu, quả khác đi. Quả bơ, thôi không ăn đâu, quả khác đi. Đu đủ, thôi không ăn đâu, quả gì nạ nạ siêu đi. Quả chưa non, nhìn ngon đấy. Dừa non. Nhưng mà làm sao mà ăn được? Dừa đã được cột vỏ, nhưng mà chấm với cái gì đây? Mật ong. Wow. Ngon thế. Đưa đi. Ngọt quá. Ngon quá. Cảm ơn cây thần nha. Cảm ơn nha. Ăn gì đây? Cây chuối, trời ơi là trời. Biến cho cái khác đây. Muối ớt, toàn muối ớt này làm sao mà ăn được? Biến cho cái khác đây. Quả tắc. Chua quá không ăn đâu, cái khác đây. Cây chanh. Còn chua hơn vừa nãy nữa. Cái khác đây. Nhưng mà sao già thế này, biến non lại cho ta. Wow, nhìn ngon thế. Ngon quá. Biến cho cái khác đi. Wow, to thế. Ngon. Giòn quá trời giòn. Ngọt nữa. Dai nữa. Nhức nách. Còn mẻ nó còn thịt lắm. Cái này nó mới ngon này. Đúng rồi. Ăn gì đây, em gì đây? Này này chuối. Ôi ơi, tôi lại ông ơi. Đừng cho tôi ăn chuối nữa. Biến cái khác đi. Mùi ớt. Ông tính đồ xác rồi à? Cái khác đi. Cây ớt. Trời ơi, sao cứ ớt hoài vậy? Ớt chấm ớt à? Dậy quá. Cái khác đi. Cây quất. Giòn đó. Béo. Ngọt. Ngon quá. Nhưng mà cái cành nó đã mất tiêu rồi à? Ai ốt thì mà. Ăn gì đây, ăn gì đây? Này là chuối. Ôi ơi, tôi lại ông biến cái khác cho tôi ăn đi. Này nào là chuối. Ôi ơi, cái khác đi ông ơi. Loại chuối chanh tươi không ăn đâu.
Đây cắt đi. Tổ ong. Nhưng mà chấm cái gì đây? Chanh. Ngọt thế. Ủa, ngọt ngọt chua chua. Ngon nước nách. Ủa, ba nổi. Nó ngon quá à. Nhậm ong. Wow. Ủa, béo quá. Mía thần ơi, mía thần ơi, to lên đi. Tỏ chữ. Hãy biến ra quả cho ta ăn đi. Hả? Quả chanh, tôi không ăn đâu, chua lắm. Quả khác đi. Hả? Quả cam, có khác gì quả chanh đâu. Quả khác đi. Hả? Quả dừa, hôm qua mới ăn rồi. Cho tôi ăn quả khác đi, không tôi đánh ông bây giờ. Cục gạch. Ông bố với tôi hả? Dưa hấu. Wow, ngon đấy, lâu lắm rồi mới được ăn dưa hấu. Bỏ dưa. Chấm gì đây? Mật ong. Wow. Ngọt ngon. Ăn gì đây, ăn gì đây? Vỏ bưởi chấm mật ong đi anh. Hừ. Vỏ bưởi gì nhỏ thế này? To lên đi. To lên nữa đi. To lên nữa đi. Wow. To lên nữa đi. To lên nữa đi. Mật ong, vỏ bưởi. Wow. Ngọt. Quá đấy. Cây thẳng hết rồi, thôi ăn luôn cây thẳng. Ai ô
đâu thì mà.